tổng giá trị ưu đãi lên tới 6,82 tỷ đồng, tương đương 45,5% giá trị căn biệt thự 15 tỷ đồng trước thuế. Bạn sẽ không phải đóng thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân cho khoản thu nhập cam kết 3 năm đầu tiên nhận trước. Khoản hỗ trợ lãi suất trong 3 năm lên tới 1,8 tỷ đồng, 3 tỷ đồng từ chính sách tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí hàng năm và lợi nhuận tiền mặt thu về trong 10 năm sau khi đã chi trả toàn bộ gốc và lãi khoản vay lên tới 1,25 tỷ đồng.